Theo điều tra ban đầu, ngày 25 tháng 10, linh đến dự một đám cưới tại xã Liên Trung, huyện Đan Phượng. Thều lúc mọi người không chú ý, linh lẻn lên tầng 2 và phòng ngủ, mở lấy 51 phong bì tiền mừng cưới, tổng giá trị hơn 19 triệu đồng. Trước đó, các đơn vị công an xã thuộc công an huyện Đan Phượng liên tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc bị mất trộm tiền mừng cưới tại xã Hạ Mỗ và xã Tân Hội. Tại cơ quan công an, Hoàng Thị Khánh Linh thừa nhận ngoài vụ trộm bị bắt quả tang cô ta cũng là thủ phạm của hai vụ trộm cắp nói trên. Ngoài ra cơ quan công an còn làm rõ, Linh cũng là đối tượng trộm cắp tài sản tại đám cưới trên địa bàn xã Thượng Mỗ ngày 3 tháng 10, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội vào ngày 24 tháng 10. Bước đầu xác định tổng số tiền mừng cưới bị Linh trộm cắp là 200 triệu đồng. Thủ đoạn của Linh là ăn mặc đẹp, đeo túi sách, đi xe máy xịn vào đám cưới như khách mời để tránh sự nghi ngờ. Sau đó thì tìm cơ hội đột nhập vào nơi cất giấu tài sản để trộm cắp đối tượng lợi dụng lúc gia đình tổ chức đón đưa dâu rể để ra tay bởi lúc đó mọi người đang tập trung vào nơi tổ chức khôn lễ mà sơ hở mất cảnh giác hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ